Hello, em Đức Kyo xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại video tiếp theo của kênh đồng hồ cổ Đức Kyo Channel TV. Và tiếp tục những phiên phát sóng thì hôm nay bên em lại lên và giao lưu với các bác rất nhiều những mẫu sản phẩm đồng hồ cổ. Đấy, sản phẩm nhẫn này, dây chuyền này. Đấy, và thêm một chiếc kính cơn rất là đẹp nhá. Hy vọng là các bác xem video clip của shop và các bác sẽ ủng hộ nhiệt tình cho những sản phẩm bên em ngày hôm nay. Và em xin phép được lên chiếc đồng hồ đầu tiên. Đấy, một chiếc đồng hồ đầu tiên trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Bulova các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Bulova của Thụy Sĩ ạ. Đấy, chiếc này phần vỏ, đấy, mạ vàng toàn thân các bác. Đây là những phiên bản đời mới các bác nhé. Những năm 90-2000. Đấy, chiếc này thì chạy bộ máy cơ tự động với vòng bi to. Đấy, đây là những cái cỗ máy đồng hồ rất là mỏng các bác nhé. Đấy, dòng vòng bi to này, ba vòng bi to các bác nhìn này. Đấy, những cái cỗ máy đồng hồ siêu mỏng của dòng máy tự động. Đấy, chiếc Bulova chính hãng của Thụy Sĩ, em đo size nhá, size là 34 các bạn, size là 34 không tính núm. Đấy, mặt trắng với thiết kế 3 kim, một ô cửa lịch cốc 3 giờ, các cọc số mạ vàng rất đẹp. Đấy, dây khóa tay các bác nhá, dây khóa của tay. Đấy, một chiếc đồng hồ Bulova Swiss Made chính hãng. Đấy, 21G máy, 21 chân kính máy vàng. Đấy, rất là đẹp các bác. Đấy, size 34 em lên tay cho các bác xem nhá. Đấy, chiếc Bulova. Đấy, rất đẹp, hình thức nguyên bản các bạn, độ mới hoàn hảo, phần vỏ mạ vàng không bong chóc, không xước sát một chút nào cả. Và đặc biệt bốn chân càng các bác nhìn, bốn chân càng khá là dài nhá. Đấy, bốn chân càng khá là dài, xoắn quẩy. Đấy, chiếc Bulova mã số 1 trong phiên ngày hôm nay bên em để cho các bác là 4.800.000 đồng nhá. 4.800.000 đồng ạ, chốt cho em cho chiếc Bulova. Đấy, một phiên bản chính hãng. Đấy, mạ vàng toàn thân, máy cơ tự động siêu mỏng trong phiên ngày hôm nay. Đấy, 4.800.000 đồng cho mã số 1. Tiếp theo em lên mã số 2. Mã số 2 giao lưu với các bác trong phiên ngày hôm nay là một chiếc Rado trứng các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Rado Barbaria. Đấy, phiên bản Rado trứng. Đẹp chưa các bác ơi? Đấy, mặt vàng đen các bác ạ. Mặt vàng đen này. Đấy, mặt hai màu vàng đen với thiết kế các cọc các cái mặt kính vát các bác nhá. Các kính vát sọc này, các kính vát sọc này. Đấy, một chiếc đồng hồ Rado form trứng ạ, cực kỳ nặng và đầm tay. Em đo size cho các bác nhé, size là 36. Size là 36 không tính núm các bác ạ. Đấy, một chiếc đồng hồ Rado Barbaria chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Đấy, một chiếc đồng hồ kiểu dáng form trứng các bác ạ, form trứng này, vỏ đá mạ vàng. Đấy, niềng là vỏ đá mạ vàng, đáy là thép inox các bác nhá. Đấy là thép inox. Đấy, với chiếc đồng hồ Rado. Đấy, dây khóa thì không zin các bác nhá, dây khóa thì không zin. Đấy, đáy trắng các bác. Đấy, lúm zin có logo. Đấy, chiếc Rado Barbaria. Đấy, chạy bộ máy cơ tự động 3 kim, 1 ô cửa lịch cấp 3 giờ. Độ mới hoàn hảo các bác nhá. Đấy, hoàn hảo không một tí vết. Chiếc Rado ngày hôm nay em để cho các bác là 2.500.000 ạ. 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng các bác nhá, cho mã số 2 này. Đấy, cho chiếc Rado ngày hôm nay. Đấy, 2.500.000 đồng, chiếc Rado trứng vỏ đá mạ vàng. Mã số 2 cho em. Tiếp theo, em lên một mã số 3. Đấy, một mã sản phẩm số 3 là một chiếc Bonzot các bác nhá, một chiếc Bonzot 23G. Đấy, chiếc Bonzot của Nga. Chiếc này thì tuyệt đẹp các bác ạ, tuyệt đẹp. Size 35. Size 35 không tính núm các bác nhá. Đấy, size 35. Máy vàng 23 chân kính, máy vàng 23G. Đấy, với phần vỏ nước bọc vàng AU20. Rất là đẹp, đằng sau đáy khắc rất là nhiều các cái chữ tay kỷ niệm các bác nhá. Đấy, những cái phiên bản chữ tay kỷ niệm này. Đấy, chiếc này thì độ mới cao các bác, độ mới cao, zin hàng chuẩn. Đấy, máy vàng các bác nhé, máy vàng 23G, một phiên bản Bonzot Deluxe ngày xưa, phiên bản cổ. Rất là nhiều các bác yêu thích cái thương hiệu này các bác, rất là nhiều các bác nhé. Đấy, chiếc này đi kèm với một sợi dây da cá sấu. Đấy, lên tay cực kỳ mềm mỏng luôn các bác. Đấy, lên tay cho các bác xem chiếc Bonzot này. Ngày hôm nay thì chiếc Bonzot mã số 3 nhé. Mã số 3 bên em để cho các bác là 2.200.000 đồng ạ. 2.200.000 đồng cho chiếc Bonzot mã mới tinh này các bác nhé. Đấy, 2.200.000 đồng. Đấy, sẵn dây cá sấu về các bác chỉ việc đeo thôi. Mã số 3 em để 2.200.000.
theo em lên mã số 4 ạ. Mã số 4 giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ AK, một chiếc đồng hồ AK của Nhật các bác ạ. Đấy, phiên bản pháo binh các bác này. Ủa xuột to. Đấy, to đùng luôn các bác nhá, to đùng. Đấy, lúm đặt thiết kế góc 12 giờ rất độc. Đấy, một chiếc đồng hồ AK phiên bản pháo binh các bác ạ. Đấy. Cực kỳ to. Size là 40. Size là 40 các bác nhá. Đấy. Nhìn như cỗ xe tăng các bác, nhìn như cỗ xe tăng luôn, cực kỳ dày, rất dày dặn, rất chắc chắn dây. Các bác nhìn bộ dây zin của nó này, dây zin khóa độc nhá. Đấy. Các cái mắt xích này. Đấy, mới keng luôn các bác ạ, mới keng luôn, một chiếc đồng hồ AK đến từ thương hiệu chính hãng của Nhật, toàn bộ phần vỏ là thép inox các bác ạ. Đấy, chiếc này rất là to và cực kỳ độc đáo, núm góc 12 giờ. Đấy, bộ kim giờ, kim phút dạ quang này. Đấy, rất nhiều màu sắc nhá. Đấy, màu vàng này, màu đen này, màu trắng này, đấy, màu xanh này. Đấy, một chiếc đồng hồ size 40 các bác nhá, size 40 không tính núm. Chiếc này chạy bộ máy pin, đấy, kim rốn này được đặt góc 3 giờ các bác nhá. Đấy, chạy bộ máy pin 2 kim rưỡi, kim rốn được đặt góc 3 giờ, rất là độc đáo, bình thường góc 3 giờ hay đặt ô lịch. Đấy. Các cọc số tia kết hợp với các cọc số, đấy, các cọc số trắng nổ. Đấy, zin hết các bác ạ, zin nguyên 100%. Đấy, các bác chốt những cái sản phẩm này các bác đeo còn lâu mới hỏng được các bác nhá. Rất bền, rất là bền bỉ. Đấy, cực kỳ bền bỉ luôn. Chiếc đấy, đồng hồ AK, AK ngày hôm nay mã số 4 nhá. Mã số 4 bên em giao lưu với các bác. Đấy, chỉ có 800.000 đồng. 800.000 đồng các bác nhá. Đấy, chốt cho em mã số 4. Đấy, quá đẹp các bác ạ. Quá đẹp, quá mới như này. 800.000 đồng thôi. Mã số 4 này chiên cho các bác nhé. Tiếp tục mã số 5 này. Mã số 5. Đấy, nếu như các bác ưa thích cái thương hiệu đồng hồ Omega cổ. Đấy, đặc biệt là những chiếc đồng hồ đấy, form vuông. Các bác chưa có những chiếc đồng hồ form vuông trong bộ sưu tập của mình. Đấy, các bác có thể chốt mẫu sản phẩm này các bác nhé. Chiếc Omega Devin. Đấy, Omega Devin Automatic. Một trong những phiên bản form vuông size mỏng cực kỳ đẹp các bác ạ. Đấy, chiếc này size 36 form vuông các bác nhé. Đấy, những chiếc đồng hồ form vuông mà size 36 thì nó phải ngang cỡ 38, 39 form tròn các bác nhé. Bao giờ form vuông size các bác đeo lên tay nó cũng sẽ to hơn. Chiếc đồng hồ form tròn. Đấy, mặt vuông hai lòng này. Đấy, thiết kế rất đơn giản với các cọc số tia. Đấy, các cọc số tia sơn đen. Đấy, bộ kim giờ, kim phút. Đấy, có hai kim thôi. Rất là thanh mảnh. Đấy, chiếc Omega bọc vàng, đáy là thép inox. Đấy, với logo thương hiệu Devin, Omega Devin Lee. Đấy, mới keng luôn các bác nhé. Bọc vàng đẹp, không tí vết. Đi kèm với cả một sợi dây chun Mỹ bọc vàng này các bác ơi. Đấy, cực kỳ chất lượng nhé. Đấy, các bác mua cái sản phẩm này bên em, một sản phẩm 2 trong 1, vừa đồng hồ, đấy, vừa là dây chun, đấy, vừa là vòng vắt lắc tay. Cực kỳ đẹp. Đấy, một chiếc đồng hồ Omega kiểu dáng form vuông với size 38. À, size 36 các bác nhé. Quên, 36. Mới keng thế này các bác. Máy cơ tự động, dòng siêu mỏng. Đấy, hỗ trợ cót tay. Cái sản phẩm này các bác ok, yên tâm là rất bền bỉ các bác nhé. Đeo trên tay cực kỳ bền bỉ. Đấy, núm zin mòn. Đấy. Còn lại thì đồng hồ nguyên bản, em lên tay cho các bác xem này. Đấy. Những chiếc Omega này trong bộ sưu tập của các bác rất là hiếm nhé. Đấy, những chiếc form tròn thì cực kỳ nhiều các bác ạ. Mà những chiếc form vuông mà to như thế này ạ, cực kỳ hiếm nhá. Đấy, lên tay cho các bác chiêm ngưỡng chiếc Omega Devin bọc vàng, máy cơ tự động, dòng thanh mảnh, đấy, hai kim, siêu mỏng các bác nhá. Size rất là to với 36 không tính núm. Đấy, chiếc Omega mã số 5 trong phiên bản ngày hôm nay bên em tri ân cho các bác 8.600.000 đồng nhá. Đấy, có 8.600.000 đồng. Chiếc Omega tự động form vuông to, bọc vàng đẹp, dây chun Mỹ bọc vàng. Đấy, có 8.600.000 đồng nữa. Chốt cho em mã số 5 này. Đấy, các bác mà chưa có chiếc đồng hồ này trong bộ sưu tập thì các bác chốt luôn. Chốt luôn cho em. Đấy, mã số 5. 8.600.000 nữa. Tiếp theo em lên mã số 6 này. Đấy, đi qua những chiếc Omega thì các bác lại đến với một chiếc đồng hồ long zin. Đấy, có ô là phải có long các bác nhá. Đấy, cho các bác thưởng luôn. Một chiếc đồng hồ long zin. Đấy, long zin liền và bốn chân vàng đúc các bác cặp côn. Đáy có logo cá các bác nhé, logo cá chép, logo vàng đúc luôn. Đấy, một chiếc đồng hồ siêu phẩm trong phiên ngày hôm nay, một chiếc long zin
đáy đáy vàng đúc liền bốn chân cặp gôn vàng đúc đấy, size 35 đấy, size 35 các bác nhá. Đấy, long jean automatic, long jean automatic mặt trắng ba kim, các cọc số là lúa mạ vàng nổi đấy, liền bốn chân vàng đúc cặp gôn núm jean logo thương hiệu long jean đây các bác nhá. Đấy, đáy logo vàng, logo cá chép vàng đấy, một chiếc đồng hồ mà thương hiệu cực kỳ mạnh các bác ạ, thương hiệu long jean thuộc top đấy, những chiếc đồng hồ thuộc top rất là giá trị các bác nhá. Đấy, và đáy logo vàng các bác ạ, logo cá vàng như thế này đấy, lên tay cho các bác chiêm ngưỡng này đấy, chiếc đồng hồ long jean automatic đấy, vàng đúc niềng vàng đúc, đấy logo vàng đúc cá chép các bác nhá. Đấy, size 35 siêu to đấy, máy móc nguyên bản chạy cực kỳ ổn định, khóa long jean đời mới các bác nhá. Đấy, đây là khóa long jean đời mới, dây là dây da của bên Tây. Đấy, một chiếc long jean đấy, hôm nay bên em lên sưu tầm và giao lưu với các bác. Đấy, những cái sản phẩm đồng hồ thuộc top thị sĩ rất là đẹp các bác, mới keng luôn nhá, vậy không có chút vong chóc vết xước sát một thời gian nào. Đấy, đáy logo cá nổi đấy, cá vàng đẹp chưa các bác ơi. Đấy, mã số 6, mã số 6 trong phiên ngày hôm nay cho chiếc long jean nhá, bên em để cho các bác là 11.800.000 đồng, 11.800.000 các bác ạ. Đấy, chốt cho em mã số 6, giá quá tốt nhá. Đấy, các bác cứ tham khảo thoải mái đi. Đấy, ưng thì các bác ủng hộ cho bên em. Đấy, để cho các bác chiếc long jean mã số 6 có 11.800.000 thôi các bác. Đấy, chốt cho em mã số 6 này. Đấy, hôm nay lên rất là nhiều đồng hồ đẹp, đấy, siêu phẩm, giá cực kỳ tốt cho các bác. Em lên mã số 7. Đấy, mã số 7 giao lưu với các bác là một chiếc đồng hồ Rado, Rado phiên bản Popo Horse. Đấy, một chiếc đồng hồ Rado cổ các bác nhé, Rado cổ size 34.5 các bác, size 34.5 Popo Horse. Toàn bộ phần vỏ thép các bác nhé, vỏ thép Elok. Đấy, đáy logo hai cá ngựa này. Đấy, lúm jean. Đấy, logo Rado, chiếc đồng hồ Rado Popo Horse. Đấy, mỏ neo quay các bác nhé, mỏ neo quay, mỏ neo quay, logo Rado Popo Ho. Chiếc này chạy bộ máy cơ tự động 25G các bác nhé, 25G, mặt trắng với thiết kế 3 kim, một ô cửa lịch cốc 3 giờ. Đấy, một chiếc Rado cổ đấy, với các cọc số nổi các bác nhé, các cọc số màu trắng nổi rất là to và đẹp các bác. Đấy, một ô cửa lịch cốc 3 giờ. Đây ạ, núm jean nguyên, tất cả những mặt hàng bên em bán cho các bác nên em đều bao chuẩn máy jean như các bác nhé, máy móc nguyên bản. Đấy, bên em mua trực tiếp từ bên nước ngoài về, bên em bán cho các bác, không có sờ ba sửa chữa hay động chạm gì đến máy cả. Đấy, tất cả những phần máy thô là bên em để nguyên hết nhá. Đấy, trục trặc gì thì bên em sẽ hỗ trợ lau dầu, đấy, xử lý cho các bác thôi. Đấy, còn lại thì là chuẩn nguyên hết các bác nhá. Đấy, các bác yên tâm mua những cái sản phẩm bên em bán cho các bác rất là có trách nhiệm luôn. Đấy, chiếc Rado mã số 7 các bác ạ, mã số 7 trong phiên ngày hôm nay nhá. Mã số 7 cho chiếc Rado bên em để cho các bác là 3.3 triệu. Đấy, 3.3 triệu nhá. Đấy, các bác thấy ưng đấy, về chất lượng sản phẩm cũng như là về giá thành thì các bác ủng hộ cho bên em. Đấy, và bên em thì cũng bán vừa bán lẻ vừa bán buôn cho các bác thợ rất là nhiều nhá. Đấy, giá thì quá là tốt, các bác cứ đi tham khảo đi. Đấy, vui vẻ thuận mua vừa bán các bác. Đấy, ưng thì các bác ủng hộ cho shop 3.300.000 đồng cho chiếc Rado mã số 7 các bác nhé. Các bác đấu từ bên Nhật về cũng không có giá đấy đâu ạ. Đấy, bên em lên giao lưu với các bác thì những cái mức giá đấy, đồng hồ vừa tốt vừa chất. Đấy, giá thì cực kỳ êm. Đấy, tiếp tục là một chiếc đồng hồ Seiko Lost Marvel các bác nhé. Đấy, một phiên bản Seiko của Nhật. Đi qua những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ thì chúng ta đến với những chiếc đồng hồ Nhật, Seiko Lost Marvel. Đấy, chiếc này chạy bộ máy cơ cót các bác ạ, 23G, size 35 nhá các bác nhá. Đây là một chiếc đồng hồ vàng đúc, vàng đúc nguyên khối 18K này các bác này, 18K nguyên khối size 35 nhá các bác nhá, size rất to. Đấy, chiếc đồng hồ vàng đúc size 35 cực kỳ to, 18K. Đấy, 18K khắc chuyện sau đáy này các bác, chuẩn là chuẩn các bác nhá, chuẩn vàng 18K nguyên khối toàn bộ phần thân vỏ. Đấy, chiếc Seiko, một phiên bản hoài cổ chính hãng đến từ Nhật các bác ạ, made in Japan. Máy chạy bộ máy cơ lên cót tay 23G. Đấy, cơ cót 23G các bác nhá. Đấy,
nên con chạy cực kỳ chuẩn, chạy cực kỳ chuẩn và êm ru các bác ạ. Đấy, bốn chân càng này còn rất là mới, vuông thành sát cạnh các bác nhá, không chảy chụa, không xước sát gì cả. Đấy, dây khóa tay luôn các bác nhá. Đấy, rất độc đáo, đấy, hai mặt luôn, vân lớp hai mặt. Đấy, em lên tay cho các bác chiếc Seco vàng đúc này, vàng nguyên khối 18k. Đấy, các bác nào yêu thích những chiếc đồng hồ vàng đúc, đấy, các bác muốn mua về các bác tích chữ tích vàng. Đấy, các bác vừa sử dụng được mà các bác không sợ bị lỗ nhiều. Đấy, các bác có thể chốt mẫu sản phẩm này trong phiên ngày hôm nay cho chiếc Seco size to vàng đúc 18k. Đấy, máy cơ cót chuẩn chỉ, đấy, chính hãng của Nhật. Bên em để cho các bác mã số 9, mã số 8 nhá. Mã số 8 cho chiếc Seco với giá là 13 triệu đồng các bác ạ, 13 triệu đồng nhá. Đấy, chốt cho em. Đấy, chiếc Seco mã số 3. À, mã số 8 là 13 triệu đồng. Đấy. Quá đẹp các bác ạ, zin nguyên. Đấy, để cho các bác 13 triệu đồng này. Cho chiếc Seco Lost Marvel mã số 8. Tiếp theo em lên mã số 9 này. Mã số 9 ra lưu với các bác một sản phẩm. Đấy, một sản phẩm vòng dây chuyền các bác nhá, dây chuyền đeo cổ. Đấy. Cái sợi dây này thì đánh cực kỳ nặng các bác ạ. Đấy. Cần 8 chỉ vàng các bác nhá, cần 8 chỉ vàng. Đấy, với thiết kế hai màu các bác ạ. Đây là vàng hai màu. Vàng vàng kết hợp với vàng trắng các bác nhá. Đây. Một sự kết hợp giữa hai màu vàng vàng và vàng trắng các bác. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy các cái vân. Đấy, các cái ô đấy, thiết kế hình trụ ống các bác nhá, hình trụ ống này, các cái mắt xích hình trụ ống. Đấy. Vàng vàng, đấy, vàng trắng này, cứ hai mắt, ba mắt vàng vàng là đến một mắt vàng trắng các bác nhá. Đấy, về cái sợi dây này thì rất là dài luôn các bác ạ, rất là dài các bác. Đấy, các bác to, các bác đeo cực kỳ dài nhá. Đấy, sợi dây này phải dài, phải kích thước chiều dài phải đến 26 cm, còn cả dây là 52 các bác nhá. Cả dây là 52. Đấy, một sản phẩm. Đấy, một sợi dây chuyền bằng vàng đúc 10k các bác nhá. Vàng đúc 10k nguyên khối. Đấy, đánh rất là nặng các bác ạ. Đấy, gần 8 chỉ vàng nhá, gần 8 chỉ vàng. Đấy, thiết kế rất là đẹp. Các bác chiêm ngưỡng này, hai màu vàng vàng kết hợp vàng trắng. Đấy, một sợi dây chuyền vàng 10k. Đấy. Trọng lượng là gần 8 chỉ các bác nhá. Đấy, kích thước chiều dài là 26 phân. Đấy, các bác cổ to các bác đeo thoải mái cho em. Đấy, những cái món sản phẩm trang sức. Đấy, cực kỳ độc đáo. Tiếp tục là những món sản phẩm bằng vàng. Đấy, cho các bác mua về các bác đeo. Vừa tích chữ vàng cũng như là các bác đeo trên cổ. Làm cái món trang sức trong bộ sưu tập rất là đẹp. Đấy, bên em lên và giao lưu với các bác sản phẩm ngày hôm nay. Sản phẩm mã số 9 nhá. Mã số 9 cho sợi dây này. Bên em để cho các bác là 23 triệu đồng các bác nhá. Đấy, trọng lượng là gần 8 chỉ. Đấy, để cho các bác 23 triệu. Đấy, các bác về chơi, về giao lưu. Các bác đeo trên cổ rất là tôn lên cái vẻ đẹp. Cái vẻ đẹp sang trọng đấy. Kỳ sang trọng. Đấy, cho con người mình. Đấy, các bác đeo vàng, đeo bạc bao giờ nó là những cái món phụ kiện. Đấy, rất là đẹp nha các bác nhá. Chiếc sợi dây này bên em để cho các bác là 23 triệu cho mã số 9 này. Tiếp tục em lên mã số 10. Mã số 10 giao lưu với các bác là một chiếc nhẫn Mỹ nhá, một chiếc nhẫn Mỹ 1993 này. Đấy, 1993. Đấy, đây là một chiếc nhẫn Mỹ vàng 10k. Vàng 10k các bác nhá. Một chiếc nhẫn Mỹ vàng 10k các bác. Các bác thấy đẹp chưa? Họa tiết rất là nét, cực kỳ đẹp. Đấy, chiếc nhẫn này thì size ngang là 17 thôi các bác. Size ngang nhẫn là 17 nhá. Đấy, size các bác nào tay nhỏ thì các bác về mua về đeo ok. Đấy, chiếc này thì trọng lượng khoảng 1 chỉ 1 chỉ 1 các bác nhá, 1 chỉ 1. Đấy, 1 chỉ 1. Đấy, em để cho các bác chiếc nhẫn này. Đấy, trọng lượng là 1 chỉ 1, size ngang nhẫn là 17.5.
Đấy, trên mặt nhẫn thì có một cái viên đá các bác, một cái viên đá để gắn thêm cái logo vàng rất là đẹp nhá. Đấy, logo vàng rất là đẹp. Đấy, hai bên phần thân ngang thì khắc logo 1993. 1993 đấy, với các cái logo biểu tượng. Đấy. Bán cho các bác thì những cái sản phẩm này đều là giá vàng hết các bác. Đấy. Đấy. Các bác cứ đi ra tiệm vàng, các bác cứ đi tham khảo thoải mái đi ạ. Đấy. Bên em bao giờ bán cũng chuẩn đồ cho giá cũng rất là tốt so với giá ngoài tiệm vàng các bác mua. Đấy. Bởi vì đây là những cái sản phẩm đã qua sử dụng, bên em mua thật sự là mua giao lưu với các bác cũng không lãi được nhiều đâu các bác ạ. Bởi vì những cái đồ này nó có giá rồi. Đấy, nó có giá rồi nhá. Đấy, em mua em chỉ gọi là tính một chút công thôi, một chút công sức. Đấy, bỏ ra để mua, sưu tầm về vừa chơi vừa giao lưu với các bác. Đấy, nếu như các bác mua ngoài tiệm họ còn tính tiền công nữa các bác nhá. Đấy. Đấy. Và không có rẻ đâu các bác ạ. Các bác cứ kêu là vàng 10, đấy vàng 10 chỉ mua vào khoảng 2,2 triệu, 2,3 triệu một chỉ. Đấy, các bác thử ra tiệm vàng xem các bác có mua nổi với cái giá 2,2 triệu, 2,3 triệu không. Đấy. Đặc biệt là những cái chiếc nhẫn cổ, những cái chiếc nhẫn Mỹ đẹp như thế này các bác nhá. Đấy. Đấy, lên tay cho các bác xem. Đấy, chiếc nhẫn ngày hôm nay để cho các bác là 3,6 triệu nhá. Đấy, 3,6 triệu ạ, chốt cho em mã số. Đấy, mã số 10. Mã số 10 trong phiên ngày hôm nay cho chiếc nhẫn 3,6 triệu nhá. Đấy, cực kỳ đẹp các bạn, cực kỳ đẹp luôn. 3,6 triệu cho chiếc nhẫn Mỹ vàng 10k các bác mua. Đấy, nhẫn vàng có 3 triệu mấy các bác ạ. Đấy, quá rẻ. Bằng các bác mua những chiếc nhẫn bạc vàng và những chiếc nhẫn Mỹ ký. Đấy, chiếc nhẫn đấy, cũng phải đến từ mấy triệu rồi các bác nhá. Đấy. Em lên cho các bác một chiếc nhẫn bạc này, đấy, đi qua một chiếc nhẫn vàng thì tiếp tục đến một chiếc nhẫn bạc. Đấy, đây là chiếc nhẫn bạc với viên đá aquamarine các bác nhá. Đấy, aquamarine mang biểu tượng đấy, màu xanh, đấy, màu xanh đại dương, xanh biển cả. Đấy, và những cái mỗi dòng sản phẩm, những cái viên đá này các bác ạ, các bác đeo trên người nó mang rất là nhiều năng lượng nhá, nó rất là mát các bác nhá. Đấy, những cái viên đá này nó mang năng lượng rất là mát, đấy, tích cực đấy, tới cho các bác, đấy, giúp cho các bác trị rất là nhiều bệnh. Nên các bác có thể lên mạng các bác search về ý nghĩa và chức năng của những cái viên đá aquamarine này. Đấy, trị được những cái các cái bệnh ho, đấy, cảm lạnh các bác nhá. Đấy, em đo size nhẫn là 18 các bác nhá. Size nhẫn là 18 được đánh rất là đẹp, các bác nhìn bốn góc này. Được đánh rất là đẹp, tôn lên điểm lên viên đá này. Đấy, size 18 các bác ạ, một chiếc nhẫn bằng bạc đúc nguyên khối các bác nhá. Bạc đúc nguyên khối. Đấy. Một cái viên đá thiên nhiên, đá aquamarine. Các bác nhìn màu vân đẹp chưa? Màu vân rất là đẹp, khá là mới. Đấy, để cho các bác chiếc nhẫn này 900.000 đồng các bác nhá. 900.000 đồng. Đấy. Cực kỳ dày, rất nặng bạc các bác. 900.000 đồng. Đấy, bác nào vừa chơi đấy, nhẫn này, vừa chơi đá quý này, đấy. Một sản phẩm trang sức rất là đẹp, 900.000 đồng các bác nhá. 900.000 đồng. Cho mã số 11. Tiếp tục em lên mã 12. Mã 12 là một chiếc nhẫn bạc, một chiếc nhẫn bạc cổ các bác ạ. Bạc cổ. Các bác nhìn chiếc này cực kỳ nặng nha các bác nhá. Chiếc này cực kỳ nặng luôn. Đấy, các bác nhìn này, viền này đánh rất là dày. Đấy, bạc đúc các bác, bạc đúc đánh rất là dày nhá. Đấy. Đấy, một chiếc nhẫn bạc cổ các bác, của hãng này, của hãng 925 này. Đấy, 925. Đấy, một chiếc nhẫn bạc cổ của hãng, các bác nhìn cái logo thiết kế cực kỳ nổ luôn, rất là nét nhá. Đấy. Của hãng các bác ạ. Chiếc nhẫn của hãng rất là giá trị. Đấy. Lên tay cho các bác chiêm ngưỡng này. Đấy, thiết kế theo kiểu hình thoi các bác ạ. Hình thoi các bác nhá. Đấy. Chiếc này thì trọng lượng phải gần đến nửa cây bạc các bác ạ. Đấy, đến nửa cây luôn ý. Em đo size cho các bác nhá. Đó, size ngang là 18 các bác, 18.5. Size ngang nhẫn là 18.5. Đấy, các bác nhìn thấy cái viền này đánh rất là dày nhá. Đấy, bằng bạc đúc nguyên khối 925, cực kỳ dày. Một chiếc nhẫn bạc cổ của hãng, các cái họa tiết các bác nhìn bao giờ nó cũng led, nó cũng là khác biệt nhá. Đấy. Ngày hôm nay thì chiếc nhẫn này em để cho các bác là 1 triệu nhá, 1 triệu đồng. 1 triệu đồng ạ. Đấy, cho mã số 12. 1 triệu đồng nhá. Đấy, cho mã số 12 trong phiên ngày hôm nay. Đấy, một chiếc nhẫn bạc cực kỳ nặng. Được đánh đúc, có bạc đúc 925.
Nhẫn cổ. Tiếp theo em lên mã số 13. Mã số 13 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Aquarius các bác nhé. Aquarius của Thụy Sĩ này. Đấy, cho các bạn chiêm ngưỡng Aquarius Automatic. Một chiếc đồng hồ cổ bọc vàng, size rất là to. Size là 34 các bác nhé. Size là 34 không tính núm này. Đấy, chiếc đồng hồ cổ size 34 mang thương hiệu Aquarius. Chiếc này máy cơ tự động. Máy cơ tự động hỗ trợ có tay các bác nhé. Máy cơ tự động hỗ trợ lên có tay. Đấy, bọc vàng, đấy là thép inox các bác nhìn với các cái logo thương hiệu này, Aquarius Automatic Stainless Dubai các bác nhá, Swiss Made. Đấy, đáy xoáy các bác ạ, đáy xoáy. Đấy, các bác nhìn nguyên máy móc nguyên bản. Đấy, và đồng hồ độ mới cực kỳ cao. Bốn chân càng thẳng, bốn chân càng vát chéo này các bác này. Vuông, đấy, vuông thành sắt cạnh vát chéo. Đấy, rất là mới và đẹp luôn, Aquarius Automatic. Đấy. Shockmaster 3 kim 1 ô cửa lịch góc 3 giờ. Mới keng, những sản phẩm đồng hồ Thụy Sĩ không có dây. Đấy, bên em sẽ lắp tặng cho các bác một sợi dây đi kèm nhá. Đấy, chiếc bọc vàng này các bác này. Đấy, bọc vàng lắc kê này. Đấy, 20 microdom ở trên phần chỗ gắn dây. Đấy, chuyện nhá, chuyện ký hiệu các bác nhá. Aquarius ngày hôm nay mã số 13. Mã số 13 bên em để cho các bác là 3 triệu đồng các bác nhá. Chốt cho em cho chiếc Aquarius này, rất đẹp và mới ạ, có 3 triệu thôi. Bọc vàng Thụy Sĩ nguyên con. Đấy. 3 triệu đồng cho mã số 13. Tiếp tục em lên mã 14, mã cuối cùng trong phiên ngày hôm nay. Giao lưu với các bác một chiếc kính cơn nhá, một chiếc kính cơn nguyên hộp. Các bác, nguyên hộp. Đấy, một chiếc kính cơn chữ nhỏ đời đầu nguyên hộp các bác ạ. Đấy, về cái dòng sản phẩm này ạ. Đấy, về cái dòng sản phẩm này thì đấy, các bác nào có nhu cầu, có điều kiện kinh tế thì các bác xem, tham khảo nhé. Đấy, em lên cho các bác một chiếc kính cơn Zin nét là đẹp luôn các bác nhá. Mới, đấy, mới tinh, Zin nguyên. Các bác chiêm ngưỡng đi, một chiếc kính cơn. Đấy, bọc vàng chữ nhỏ đời đầu các bác nhá. Đấy, AO Up Medical. Đấy, bọc vàng 1/10, 12K chuyện ở cầu đây các bác này. Chuyện ở cầu các bác nhé. Đấy. Đấy, trước này thì zin hết các bác, nguyên bao luôn, nguyên bao nhá, zin hết. Đấy, cho các bác chiêm ngưỡng đến từng chi tiết, từng tinh xảo. Đấy, bọc vàng với cái nước vàng cổ của dòng kính cơn. Đấy, chữ nhỏ thì các bác biết rồi, đấy là nước vàng hồng các bác nhá. Bọc cái nước vàng hồng. Đấy, giá trị của những cái sản phẩm kính này là rất là cao các bác ạ. Đấy, các bác nào phải chơi chuyên sâu, các bác phải hiểu về kính các bác mới biết cái giá trị này. AO American Optical 1/10 12K Goldfield 5/1/2. Đấy, đây là ký hiệu đặc trưng của những chiếc kính cơn cổ bọc vàng. Đấy. Đấy, các bác nhìn chuỗi ốc này mới keng nhá, zin nguyên hết nhá. Đấy. Đấy. Mới chưa các bác ơi. Đấy, nước bọc vàng hồng. Đấy, đẹp quên sầu ạ, các bác mà đeo những cái chiếc kính này lên trên khuôn mặt của các bác này. Đấy, thể hiện độ đẳng cấp, cái độ chơi. Đấy. Các bác biết chơi đồ các bác nhá. Đấy. Đấy, cả hai bên phần ngang của gọng thì đều có chuyện hết các bác nhá, chuyện. Đấy, kính cơn chữ nhỏ đời đầu bọc vàng. Đấy, đây là những cái dòng sản phẩm hàng sưu tầm các bác nhá, kính cổ cực kỳ hiếm các bác, cực kỳ hiếm có, khó tìm. Đấy, bên em ngày hôm nay về được một chiếc zin hết. Đấy, nguyên cả mắt luôn các bác, bao da đầy đủ. Đấy, các bác nào có nhu cầu, có điều kiện kinh tế, các bác chơi những cái mẫu sản phẩm kính này. Đấy, không có đâu các bác ạ, rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy. Em may mắn lên được một chiếc kính. Đấy, về được một chiếc kính cơn và giao lưu với các bác. Đấy, trong phiên ngày hôm nay chỉ duy nhất một mẫu sản phẩm. Đấy, hôm trước thì bên em lên một mẫu sản phẩm kính ra băng. Đấy, nguyên hộp zin hết, đã được các bác chốt rất nhiệt đấy. Đấy. Nhưng mà chỉ có một mẫu sản phẩm duy nhất. Và ngày hôm nay thì một chiếc kính cơn bọc vàng hồng 1/10 12K. Đấy, zin nguyên, độ mới hoàn hảo các bác nhá, 98% thì các bác biết rồi. Đấy, những cái sản phẩm cổ xưa mấy chục năm như thế này. Đấy, thập niên 60 mà còn zin nguyên là đẹp như thế này rất là hiếm nhá. Để cho các bác chiếc kính cơn mã số 14 ngày hôm nay. Đấy. 16.800.000 đồng các bác nhá. 16.800.000 đồng cho chiếc kính cơn. Đấy, bọc vàng chữ nhỏ đời đầu những năm 1960. Đấy, vàng hồng, cơ nước vàng rất là mới và đẹp.
Đấy. Các bác mua về chơi, về giữ gìn, các bác đeo thì khoảng chục năm nữa các bác bán không sợ lỗ, các bác bán lại còn có lãi luôn ạ. Vì những cái sản phẩm hàng cổ càng để lâu thì cái giá trị nó càng cao các bác nhá. Đấy. Mã số 14 cho chiếc kính ngày hôm nay bên em để cho các bác là 16.800.000 đồng. Khép lại video ngày hôm nay của shop với 14 mẫu sản phẩm đồng hồ cổ, kính cổ, nhẫn này, vòng này, dây chuyền này, đấy, vòng tay, đấy, rất là đẹp. Hy vọng là các bác xem video clip của shop các bác sẽ ủng hộ cho những cái sản phẩm bên em ngày hôm nay nhé. Bên em xin phép là chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo ạ.